Chào mọi người, thì này tiếp tục hướng dẫn mọi người và chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình biết để giúp các bạn khi mà quay GoPro một cách đẹp nhất, an toàn nhất và tiết kiệm nhất. Thì hôm nay mình tiếp tục đến hướng dẫn các bạn về cách sử dụng GoPro để quay làm sao trông dung hiệu quả nhất, cũng rất là quan trọng đúng không? Thì thường các bạn khi mà cầm quay GoPro, các bạn cầm như thế này để các bạn quay đúng không? Thường các bạn cầm như thế này. Các bạn cũng không quan tâm đến là cái khoảng cách từ cái tay của mình cho đến cái gậy này, đến cái máy của mình nó gần hay là nó xa, nó ảnh hưởng đến cái quay phim của mình như thế nào đúng không? Thì rất nhiều bạn mắc sai lầm. Thì các bạn cứ tưởng tượng mình cầm như thế này là giống như một cái đòn bẩy đi, cái cánh tay đòn càng dài á, thì cái biên độ dao động nó càng lớn. Nên làm sao khi mà các bạn muốn quay mà cái biên độ dao động nó nhỏ nhất á, thì các bạn làm sao cái cánh tay đòn từ đây chính là cái điểm O ha, mà đến cái máy này nó nhỏ nhất, thì cái độ biên độ dao động nó sẽ là nhỏ nhất. Thêm một cái điểm nữa, khi các bạn quay á là các bạn nên bật các cái chống rung trong máy lên. Ngoài ra cái trọng tâm của máy thì càng cao thì cái biên độ dao động cũng càng lớn, và cái độ ổn định càng nhỏ. Thì đây là trọng tâm cái máy nó đang nằm ở phía trên như thế này, nó sẽ không có ổn định bằng cái việc mà các bạn để cái máy nó quay như thế này. Mặc dù nó đang quay ngược, nhiều các bạn mới chơi GoPro lại cứ tưởng nó sẽ quay ra cái khung hình ngược, nhưng không phải ha, nó vẫn ra khung hình xuôi. Nhưng mà mình cầm mình quay như thế này này thì cái độ ổn định nó cũng sẽ cao hơn, lý do là trọng tâm nó thấp. Còn nếu mình cầm như thế này, trọng tâm nó sẽ là trọng tâm nó cao. Rồi khi các bạn lia máy nữa, các bạn lia từ từ thôi. Nhiều bạn mắt cái này thôi, cái khung hình nó không có chuyên nghiệp, mình lia từ từ ra. Hôm nay mình có chuẩn bị sẵn hai cái máy như thế này. Đó, chuẩn bị hai cái máy cùng là đời GoPro 9, tất tần tật giống nhau thôi. Mình cũng đã set up rồi, thì mình sẽ làm một cái clip ngắn để so sánh và cái cách cầm và cách di chuyển của mình ha. Mọi cái thông số hai máy đều giống nhau thôi, không có gì khác cả. Đây, các bạn có thể nhìn cái thông số mình đã cài đặt sẵn hết rồi. Thì bây giờ mình một cái máy mình sẽ cầm đứng như này, mình quay, và một cái máy là mình sẽ cầm như thế này để mình quay ha. Cùng một cái khung hình như vậy để các bạn so sánh được là cái độ phân giải, cái độ ổn định của nó như thế nào nha. Thì đây là một tip rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng khá chi là lớn đến cái chất lượng video của các bạn khi quay. Rồi thì mình cùng bắt đầu. Mình cũng sẽ đứng dậy thôi, đứng dậy để các bạn coi. Đó. Khi mà mình di chuyển nên làm sao cái bước chân của mình nó càng thấp với cả cái nền nhà thì càng tốt, đừng có đi huỳnh huỳnh. Rồi cameraman đứng xa ra một chút xíu để sẽ thấy được mình di chuyển. Đó. Vẫn quay như vậy, vẫn khung hình như vậy, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy cái độ rung của cái máy mà cầm đứng á, nó luôn luôn mạnh hơn so với cái độ rung của cái máy mà mình cầm ngược. Đó. Và vẫn cái khung hình như vậy, nhưng mà bây giờ các bạn mà cầm cao lên như thế này, và các bạn cầm thấp hơn như thế này, thì cái khung hình nó như thế nào nữa nha. Đó, mình sẽ có hai cái khung hình để cho các bạn coi. Đây là những cái đơn giản thôi, nhưng mà hầu hết các bạn sẽ không để ý tới. Và khi mà mình cầm mình quay ấy, thường là mình chỉ cố gắng mình giữ lại cái máy thôi, chứ mình không phải là mình ghi chặt nó. Để ghi chặt nó thì cái rung động khi mà mình di chuyển nó sẽ tác động trực tiếp lên cái máy của mình. Rồi. Ngoài ra các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các cái ống kính, ví dụ như Max Lens. Khi các bạn gắn lên thì cái độ ổn định của nó sẽ cao hơn. Và các bạn nên để ở chế độ quay là wide. Vì sao mình để wide? Để wide về có thể các bạn có thể edit, bạn cắt bớt, thì cái khung hình của bạn nó không bị ảnh hưởng nhiều, thì cái độ ổn định của nó sẽ tốt hơn là các bạn để linear hoặc narrow. Để cái khung hình hẹp á, thì khi mà về các bạn sử dụng phần mềm các bạn cắt thì nó bị mất nhiều quá. Còn để wide các bạn cắt bớt ra thì hình nó cũng sẽ ổn định hơn. Clip thì cực kỳ ngắn, đơn giản, nhưng mà hy vọng các bạn thích. Like, rồi share, subscribe cho kênh của HT Camera.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.